Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà áp đơn giá thông báo vật liệu hay còn gọi là thông báo giá vật liệu do các tỉnh hoặc các thành phố công bố theo tháng hoặc là theo quý. Như chúng ta đã biết thì cứ mỗi một quý hoặc là một khoảng thời gian nào đó thì sở xây dựng các tỉnh sẽ công bố các cái bảng giá thông báo vật liệu, ví dụ như là giá cát vàng là bao nhiêu một khối, giá gạch bao nhiêu viên, giá xi măng bao nhiêu một cân, giá thép mỗi loại là bao nhiêu một cân chẳng hạn, vân vân. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm sao mà áp được cái đơn giá vật liệu thông báo do tỉnh thành phố công bố vào trong phần mềm dự toán G8. Bây giờ tôi sẽ mở một cái bảng giá thông báo, một ví dụ một cái bảng giá thông báo của một tỉnh. Ví dụ trên màn hình chúng ta đang là một cái tập giá thông báo do Sở Xây dựng Hà Nội công bố. Thì đây là do Liên Sở Xây dựng Tài chính công bố. Thế thì đây, tôi lấy ví dụ một cái tài liệu là bảng giá công bố giá vật liệu xây dựng số 01 năm 2014, công bố theo quyết định số 01 công bố giá vật liệu Liên Sở ngày 1 tháng 3 năm 2014 do Liên Sở Xây dựng và Sở Tài chính Hà Nội công bố. Và đây, đây là cái tài liệu, nội dung của tài liệu là công bố vật liệu số 01/2014 do Liên Sở Xây dựng Tài chính công bố ngày 1 tháng 3 năm 2014. Đây. Và đây là xác nhận của Sở Tài chính và Sở Xây dựng. Đó. Thế thì cái nội dung chính trong cái bảng giá công bố là gì? Là Sở Xây dựng đã công bố các cái giá cát xây là bao nhiêu mét khối, ví dụ như đây trong hợp này ở thị xã Sơn Tây chẳng hạn hay là ở huyện Đan Phượng chẳng hạn thì là 50.400 đồng một mét khối. Đấy, cát vàng chẳng hạn ở Ứng Hòa chẳng hạn thì là 180.600 đồng một mét khối. Lưu ý đây là cái giá mà cuối năm 2014. Vân vân, hay là đá chẳng hạn, đá 1x2 chẳng hạn là 194.670 đồng một mét khối. Vân vân. Đấy, thì ở đây là theo các cái vùng miền và giá mỗi vùng miền nó khác nhau, vân vân. Vậy bây giờ vấn đề là làm sao mà chúng ta áp được cái bảng giá thông báo vật liệu của tỉnh này vào trong phần mềm dự toán G8. Vâng, bây giờ tôi sẽ quay sang trở về phần mềm dự toán G8. Giả sử rằng là tôi đã có một cái công trình như thế này và tôi đã nhập những cái đầu việc với khối lượng như thế này, với các hạng mục phần xây dựng thế này, phần khảo sát thế này, vân vân. Đấy. Và bây giờ nhiệm vụ của tôi là tôi phải áp được cái giá thông báo do tỉnh công bố vào cái cột giá tháng này của vật liệu. Hiện nay là cột giá gốc và giá tháng là như nhau, cho nên là hai cái này nó, cái cột giá tháng này nó không có thay đổi gì cả, nó đều là màu đen vì là hai giá này là giống nhau. Đó. Thế bây giờ chúng ta thao tác như sau. Chúng ta nhấy phải chuột, chúng ta chọn là áp giá thông báo vật liệu. Đấy. Hoặc là chúng ta bấm vào thanh công cụ dưới cùng có mục là áp giá thông báo. Đấy, cách nào cũng được. Tôi giả sử tôi bấm ở đây thì nó cũng ra được cái cửa sổ như này, hoặc là tôi nháy phải đây tôi chọn là áp giá thông báo vật liệu thì cũng tương tự nó ra được cửa sổ như này. Đây là cửa sổ mà nó hỏi là cái thông báo giá vật liệu số bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ hiện nay là chúng tôi có cái giá thông báo số 01 năm 2016 công bố giá vật liệu Liên Sở Xây dựng và Tài chính Hà Nội công bố ngày 1 tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp mà trong cái danh sách này của chúng tôi mà có, nó không có những cái bảng giá vật liệu mới hơn của mà hiện nay mà Sở Xây dựng, Sở Tài chính đã công bố, thì các bạn có thể gửi cái thông báo giá vật liệu đấy cho chúng tôi vào địa chỉ email là dự toán g8a@yahoo.com. Hoặc để cho nhanh thì các bạn có thể là gọi điện cho chúng tôi theo các cái thông tin liên hệ ở trang web là dự toán g8.com. Chúng ta kích vào đây thì chúng ta xem thông tin. Đây, chúng ta bấm vào mục liên hệ. Đấy, thì ở trong trang dự toán g8.com, chúng ta bấm mục liên hệ thì đây là cái địa chỉ của chúng tôi, quận Hà Đông, đây là số điện thoại và đây là cái địa chỉ email. Đấy. Các bạn có thể gọi theo các số điện thoại 0983 389 199 hoặc là các số điện thoại ở phía dưới này để các bạn thông báo cho chúng tôi về cái giá thông báo mới nếu có. Đấy. Bây giờ tôi quay trở lại cái phần mềm G8. Thì giả thiết rằng tôi chọn đây là cái giá thông báo mới nhất và tôi chọn giá này. Sau đó tôi phải chọn vùng, ví dụ như là vùng 1 chẳng hạn, là trong cái thông báo đấy nó sẽ có những cái quy định như từng vùng 1, mỗi vùng một mức giá khác nhau, ví dụ Sơn Tây, Thường Tín, Đan Phượng, đấy, hay là Phúc Thọ, hay là
Nam Từ Liêm hay các quận khác. Đấy. Thì nếu ở tỉnh khác, nếu không phải là Hà Nội thì nó sẽ liệt kê các cái địa danh, các huyện, các thành phố tương ứng tỉnh đó. Đấy, tôi giả thiết trong hợp này là tôi chọn là các quận của thành phố Hà Nội. Tôi bấm chấp nhận. Đấy. Khi đó G8 sẽ hiện ra một loạt các cái vật liệu mà trong công trình của chúng ta đang dùng. Và tương ứng với nó là cái giá mà tỉnh đã công bố. Tôi lấy ví dụ cát vàng. Cát vàng hiện nay là cái giá trước vát tỉnh công bố là 228.261 đồng. Thì cát vàng ở đây thì nó chỉ có một mức giá cho quận, các quận nội thành thôi. Thì G8 đã tự động tích chọn cho chúng ta ở đây. G8 tích chọn cho chúng ta ở đây rồi. Mà chúng ta không phải làm gì cả. Đấy, tuy nhiên nếu chúng ta không thích lấy cái giá cát vàng này thì chúng ta có thể bỏ tích chọn đi. Đấy, chúng ta tự điều chỉnh ở trong cái giá thông báo trước ở đây, ví dụ cát vàng ở đây. Trước đây chúng ta đã điều chỉnh trước rồi, chúng ta không điền mà chúng ta không lấy cái giá của nó thì chúng ta không tích vào đây. Tuy nhiên trong hợp này là tôi chưa có giá thì tôi tích vào đây để tôi lấy. Đó. Như vậy hoặc là đá 12 thì là nó chỉ có một loại đá 12, một nhà cung cấp thôi. Thì giá của nó là 243.338 đồng thì G8 đã tự tích cho các bạn trước rồi. Và chúng ta không phải làm gì cả. Đó. Tương tự như vậy các loại khác, nếu như chỉ có một loại giá thì chúng tôi đã tự chọn cho các bạn. Và cái tự chọn rồi thì thông thường là nó màu xanh và nó tích luôn. Đó. Tuy nhiên ở đây tôi lấy ví dụ trường hợp quay hàng chẳng hạn thì chưa biết loại nào thì chúng ta chọn. Đấy. Hay là thép chẳng hạn, thép D lớn 18 thì có rất nhiều loại của công ty thép Việt Ý này, công ty thép Việt này và có các cái chủng loại khác nhau. Như vậy thì chúng ta phải chọn tương ứng với cái giá của nó. Tôi lấy ví dụ bây giờ lấy cái thép này của công ty thép Việt Ý thì tôi tích chọn ở đây. Và sau khi tích chọn thì chúng ta chuyển sang một ô khác thì cái dòng thép này nó tự động đổi sang màu xanh để nó báo chúng ta rằng chúng ta nó đã chọn và chúng ta nhìn cho nó dễ. Xi măng chẳng hạn có thể là của Sài Sơn, của Nam Sơn hay của Vĩnh Sơn hay là của Hoàng Thạch vân vân. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi chọn xi măng của Bút Sơn để tôi tích vào đây. Đấy, thì giá nó là 1.140 đồng trước thuế. Xi măng PCB30 tôi cũng chọn là của Bút Sơn chẳng hạn, giá cũng là 1.140 đồng một kg. Đấy, tôi chọn. Đấy. Ngoài ra thì trong phần mềm G8 chúng tôi hỗ trợ cả là đây là việc như vừa rồi là chúng ta chọn như thế này là chúng ta phải tự chọn. Đấy. Thế tuy nhiên để chọn cho nhanh, ví dụ trong bằng này thứ thì chúng ta chọn cái gì? Mặc dù là G8 đã sắp xếp cái giá của thép ở đây. Đấy là theo chiều là từ thấp đấy, lên cao. Ví dụ như đây là 10.800 này, chỗ này 11.300, chỗ này là 12.600 và cao nhất là 12.800. Chúng tôi đã sắp xếp theo trình tự là từ thấp lên cao dần để chúng ta chọn giá cho nó dễ. Đấy. Và chúng ta chủ động chọn như thế này cũng được. Một cách nữa là G8 hỗ trợ là chọn tự động chọn giá vật tư theo tiêu chí là giá thấp nhất hay là giá cao nhất hay là giá trung bình. Đấy. Thì tôi giải thích giá thấp nhất ví dụ trong hợp này là tất nhiên là giá của nó là 10.800. Giá cao nhất tức là ứng với trường hợp này thì là sẽ là 12.800 ở đây. Còn giá trung bình là gì? Giá trung bình tức là chúng tôi sẽ chọn cái giá trung bình trong tổng số cái giá này và tìm một mức nào đó nó gần cái trung bình đó nhất. Đấy. Đây, và bây giờ chúng ta giả sử tôi chọn là giá thấp nhất. Chấp nhận. Thì G8 đã tự động tích cho chúng ta đây giá thấp nhất này. Xi măng nó cũng chọn giá thấp nhất này. Xi măng PC Sài Sơn nó cũng chọn giá thấp nhất này. Đấy. Tất nhiên những cái loại mà chỉ có một cái thôi thì tất nhiên nó chỉ chọn chính cái đó thôi. Đấy. Bây giờ tôi chọn giá cao nhất. Giá cao nhất thì chúng ta chọn yes để mà chấp nhận. Chúng ta thấy rằng là trường hợp này thép nó chọn cao nhất ở cái thằng cuối cùng này. Xi măng nó chọn Hoàng Thạch cao nhất ở đây chẳng hạn. Đấy. Cao nhất 1.246 đồng ở đây. Đấy. Bây giờ tôi lại chọn theo giá trung bình. Tôi bấm chấp nhận yes thì nó tìm được cái giá trung bình của cái đám này là 12.600 là giá trung bình. Đấy, tuy nhiên chỗ này cũng là 12.600 cả mà chúng ta thấy rằng có bằng này con trung bình nó chọn con đầu thì tôi thấy chúng ta thích chọn cái loại này chẳng hạn thì chúng ta tích vào đây thì tự động nó đổi sang màu xanh và chúng ta chọn lại ở đây. Đấy. Còn chức năng là chỉ hiện vật tư chọn là nó chỉ hiện những cái vật tư mà chúng ta chọn thôi, còn những vật tư mà không chọn thì nó không hiện nữa để chúng ta rà soát lại lần cuối. À, chúng ta rà soát là xem tất cả cái giá này, các cái vật liệu cát, đá, gỗ rồi que hàn như thế này với giá như này đã chuẩn chưa? Đấy, nếu mà chưa chuẩn thì chúng ta chọn lại, còn nếu chuẩn rồi thì chúng ta đồng ý với nó. Đấy. Chúng ta nếu chưa chuẩn thì chúng ta lại phải tích bỏ
bỏ cái tích là chỉ hiện và tự chọn đi, và chúng ta chọn lại theo ý của chúng ta. Ví dụ trường hợp tôi chọn cái này chẳng hạn. Đấy. Sau khi chọn xong rồi thì chúng ta bấm nút chấp nhận. Thì G8 thông báo đã lấy xong. Thì những cái giá nào mà những cái vật liệu nào mà được lấy giá thì cái giá nó đổi sang màu xanh ở đây. Và G8 khuyến nghị các bạn là hãy kiểm tra lại giá của những ô, những cái vật liệu mà tên của vật liệu ấy, màu đen, ví dụ inch chẳng hạn, hay hợp gỗ chẳng hạn, hay paraffin chẳng hạn, màu đen hoặc là màu tím nếu có. Màu đen có nghĩa là trong cái thông báo giá của tỉnh nó không có. Đây ví dụ như chỗ này đinh nó không có chẳng hạn này, thì chúng tôi không làm được gì cả. Hay là paraffin chẳng hạn, trong thông báo giá nó không có thì chúng tôi cũng không làm được gì cả. Đó. Thế còn màu xanh thì là thông báo giá tỉnh có, ví dụ cái cát này, cái dây này, cái thép, cái đá này nó có, thì chúng tôi lấy được chính xác thì cái giá của cái tên của vật liệu nó màu xanh, tên này màu xanh thì cái giá này đã được chính xác rồi. Đấy. Trong đó cái này màu xanh thì là 228.000 là lớn hơn 189.000 là tăng lên thì đổi màu xanh. Còn cái dây thép này giá gốc là 19 nhưng mà giá thông báo tại thời điểm đó ấy, nó chỉ có 12 thôi, thì dẫn tới là nó màu đỏ, tức là nhỏ hơn cái giá gốc thì nó báo màu đỏ thôi. Đấy. Ngoài ra nếu như cái giá ở đây mà có bất kỳ một cái tên vật liệu nào mà có đổi sang màu tím thì cái giá đó chúng tôi lấy tương đối đó, thì chúng ta kiểm tra lại so với cái văn bản gốc của tỉnh công bố cái giá ở đây, chúng ta kiểm tra lại. Đấy. Thế như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn cái chỗ mà đã dùng cái chức năng là áp giá thông báo ở đây, hoặc là áp giá thông báo ở đây thì cũng thế, thì nó để chúng ta chọn cái giá thông báo của tỉnh mà chúng ta không phải mất công là nhìn vào cái giá này. Ví dụ như cát vàng chẳng hạn 166.000 hay bao nhiêu đấy, xong chúng ta nhập vào cái ô cát vàng ở đây 166 chẳng hạn thì nó mất thời gian ra. Tất nhiên hai cái bảng giá là khác nhau, cái bảng giá tôi đang ví dụ ở đây là cái bảng giá năm 2014, còn cái bảng giá mà tôi áp vào đây là giá năm 2016, cho nên cái số này nó khác. Đó. Và cái giá thông báo này, cái giá mà chúng ta nhập vào đây nó được tính toán ở bên sheet tổng hợp vật tư. Để sau này nó tính ra là chênh lệch. Ví dụ như cái giá cát vàng ở đây đang là 228.261 đồng, chúng ta kiểm tra 228.261 đồng giá cát vàng. Hoặc là nó sẽ đưa sang phần tính đưa giá chi tiết. Chẳng hạn như cát vàng đây chẳng hạn là 228.261 đồng. Đá 4x6 là 208.730 đồng, chúng ta kiểm tra. 208.730 đồng là ứng với cả đá giam 46. Hoặc là cái giá đấy sẽ được đưa sang để chúng ta tính chiết tính làm hồ sơ thầu. Thì cái giá của cát vàng đây là 228.261 đồng. 228.261. Đây 228.261 ứng với cát vàng. Cát vàng. Đó. Như vậy, cái việc nhập giá vào đây bây giờ thì nó rất đơn giản, là chúng ta không phải ngồi nhìn những con số này, sau đó thì chúng ta in ra giấy xong chúng ta nhìn vào giấy để chúng ta nhập vào đây, là điều đó không cần thiết, mà chúng ta dùng cái chức năng áp giá thông báo này. Và giá thông báo này được sử dụng để cho việc tính tổng hợp vật tư, để chênh lệch giá, rồi là tính đơn giá chi tiết, giá tổng hợp, rồi tính tất cả các cái phần tổng hợp dự toán, rồi là ra được chiết tính, ra được hồ sơ đấu thầu, ra được dự toán gói thầu, vân vân. Đấy, dự toán gói thầu thì cái giá vật liệu thông báo đó nó ảnh hưởng đến tất cả, đến con số cuối cùng của giá trị gói thầu, đến con số cuối cùng của cái tổng mức đầu tư ở đây. Đấy. Đấy. Thì như vậy là cái việc mà áp giá thông báo bây giờ nó vô cùng đơn giản, chỉ cần việc bấm mà áp giá thông báo vật liệu đây là xong. Đấy. Vâng. Trong video này là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách mà áp giá thông báo vật liệu do tỉnh, thành phố công bố. Đấy. Và tôi xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video của chúng tôi. Tôi rất mong muốn là được gặp các bạn ở trong các video tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn các bạn.